Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một chú vịt hoa như thế này. Để móc được chú vịt này, các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như trên màn hình. Bây giờ, các bạn hãy cùng mình thực hiện nha. Đầu tiên, các bạn sẽ lấy cho mình một sợi len màu trắng và tạo một vòng tròn ma thuật. Các bạn lên một mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ móc vào bên trong vòng tròn ma thuật này 6 mũi móc đơn. Mũi móc đơn thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai. Mũi móc đơn thứ ba. Mũi móc đơn thứ tư. Mũi móc đơn thứ năm. Đơn thứ 6. Sau đó các bạn sẽ kéo xiết sợi dây của vòng tròn ma thuật này lại. Tiếp theo, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên. Đây là chân móc đơn đầu tiên, các bạn sẽ đâm kim vào đây. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo, để móc lên hàng thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Sau đó ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời, các bạn sẽ tiếp tục đâm kim vào đây và móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân đầu tiên. Ở chân thứ hai cho đến hết hàng này, mỗi chân các bạn cũng sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Ví dụ ở chân thứ hai này mình sẽ móc vào đây hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân, mình sẽ móc tương tự hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Tiếp theo là chân thứ ba này. Mũi móc đơn thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai. Các bạn cứ làm tương tự như vậy cho đến hết hàng này. Khi đã móc đến chân cuối cùng của hàng thứ hai, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên ở đây và móc cho mình một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên, sau đó móc một mũi dời. Tiếp theo, để móc lên hàng thứ ba, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi móc đơn. Ở chân thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất. Đơn thứ hai vào cùng một chân. Từ đây cho đến hết hàng, các bạn sẽ móc cho mình theo công thức là 1 2 1 2, tức là ở đây ở chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi móc đơn, chân kế tiếp móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân, sau đó một mũi móc đơn, rồi hai mũi móc đơn vào cùng một chân, cứ thế cho đến hết hàng này. Bây giờ mình sẽ móc vào chân tiếp theo một mũi móc đơn, rồi hai mũi móc đơn vào cùng một chân tiếp theo. Mũi đơn thứ nhất. Mũi đơn thứ hai vào cùng một chân. Sau đó một mũi móc đơn. Rồi hai mũi móc đơn trong chân. Các bạn cứ lặp lại như vậy theo công thức là 1 2 1 2 cho đến hết hàng.
Ở chân cuối cùng của hàng thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Để kết thúc hàng thứ ba, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên ở đây và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo, để móc lên hàng thứ tư, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Sau đó ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi móc đơn. Ở chân thứ hai là chân kế tiếp, các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ hai, móc mũi đơn thứ nhất. Tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai này và móc mũi đơn thứ hai. Từ chân tiếp theo cho đến hết hàng này, các bạn sẽ móc cho mình theo công thức là cứ cách hai mũi móc đơn đến chân thứ ba, các bạn lại móc cho mình hai mũi móc đơn chung chân. Ví dụ ở đây, ở chân thứ nhất và chân thứ hai, mình sẽ móc mỗi chân một mũi móc đơn. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi móc đơn thứ hai vào chân kế tiếp. Đến chân thứ ba, chúng ta sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Sau đó, các bạn lại đếm chân thứ nhất và chân thứ hai mỗi chân một mũi móc đơn. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi móc đơn thứ hai. Đến chân thứ ba, các bạn lại móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Chân thứ nhất, chân thứ hai vào cùng một chân. Ở các chân tiếp theo, các bạn cứ lặp lại như vậy theo công thức là cứ cách hai mũi móc đơn đến chân thứ ba, các bạn lại móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Ở chân cuối cùng của hàng thứ tư, các bạn sẽ đâm kim vào chân cuối cùng này và móc cho mình một mũi móc đơn. Và để kết thúc hàng thứ tư, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên ở đây và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo, để móc lên hàng thứ năm, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Sau đó, ở hàng này, các bạn sẽ móc cho mình theo công thức là cứ cách 3 mũi móc đơn đến chân thứ tư, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Ví dụ ở chân thứ nhất, chân thứ hai và chân thứ ba, mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên. Chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Mình sẽ đâm kim vào đây và móc mũi đơn thứ nhất. Đâm kim vào chân tiếp theo, móc mũi đơn thứ hai. Đâm kim vào chân kế tiếp, móc mũi đơn thứ ba. Đến chân thứ tư, mình sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Sau đó, ở chân ba chân kế tiếp, mỗi chân các bạn lại móc cho mình một mũi móc đơn. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi móc đơn thứ hai và mũi móc đơn thứ ba. Đến chân thứ tư, các bạn lại móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Ở các chân còn lại, các bạn cứ lặp lại tương tự theo công thức cứ cách 3 mũi móc đơn đến chân thứ tư, các bạn lại móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Ở chân cuối cùng của hàng thứ năm,
Các bạn sẽ đâm kim vào chân cuối cùng này và móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Để kết thúc hàng thứ năm này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên ở đây và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục hàng thứ sáu đến hàng thứ tám, cách móc sẽ tương tự như nhau. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc hàng thứ sáu, hàng thứ bảy và hàng thứ tám. Các bạn sẽ lặp lại tương tự như hàng thứ sáu. Để móc lên hàng thứ sáu, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó ở chân đầu tiên, cũng là chân mình vừa móc một mũi dời, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ hai, các bạn đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi đơn. Chân thứ ba, các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào đây. Từ chân tiếp theo cho đến hết hàng, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Khi đã móc đến chân cuối cùng của hàng thứ sáu, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo hàng thứ 7 và hàng thứ 8, các bạn cứ lặp lại tương tự như hàng thứ 6. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn đã hoàn thành xong hàng thứ 8 nha. Khi đã móc đến cuối hàng thứ 8, để móc tiếp hàng thứ 9, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó ở 10 chân đầu tiên, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc mũi đơn thứ nhất. Đâm kim vào chân thứ hai, móc mũi đơn thứ hai. Đâm kim vào chân thứ ba, móc mũi đơn thứ ba. Đâm kim vào chân thứ tư, móc mũi đơn thứ tư. Đâm kim vào chân thứ năm, móc mũi đơn thứ năm. Đâm kim vào chân thứ sáu, móc mũi đơn thứ sáu. Đâm kim vào chân thứ bảy, móc mũi đơn thứ bảy. Đâm kim vào chân thứ tám, móc mũi đơn thứ tám. Đâm kim vào chân thứ chín, móc mũi đơn thứ chín. Đâm kim vào chân thứ mười, móc mũi đơn thứ 10. Tiếp theo ở chân thứ 11 và 12, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ 11, móc mũi đơn thứ nhất. Tiếp tục đâm kim vào chân này, móc mũi đơn thứ hai. Ở chân thứ 12, mình sẽ móc mũi đơn thứ nhất. Sau đó tiếp tục đâm kim vào chân này, móc mũi đơn thứ hai. Ở 6 chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba, mũi đơn thứ tư, mũi đơn thứ năm và mũi đơn thứ sáu. Ở 2 chân tiếp theo, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên, móc mũi đơn thứ nhất. Tiếp tục đâm kim vào chân này, móc mũi đơn thứ hai. Sau đó mình sẽ đâm kim vào chân thứ hai, móc mũi đơn thứ nhất. Tiếp tục đâm kim vào chân này, móc mũi đơn thứ hai. Ở 10 chân cuối cùng, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Sẽ đâm kim vào chân kế tiếp, móc mũi đơn thứ nhất.
Mười đơn thứ hai. Mười đơn thứ ba. Mười đơn thứ tư. Mười đơn thứ năm. Mười đơn thứ sáu. Mười đơn thứ bảy. Mười đơn thứ tám. Mười đơn thứ chín. Và mũi đơn thứ 10. Đến đây thì mình cũng đã móc đến cuối hàng thứ 9. Để kết thúc hàng thứ 9, mình sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc một mũi dời. Tiếp theo, để móc lên hàng thứ 10, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở 10 chân đầu tiên, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc một mũi móc đơn. Đây là mũi đơn đầu tiên. Mũi đơn thứ hai. Mũi đơn thứ ba. Mũi đơn thứ tư. Mũi đơn thứ năm. Mũi đơn thứ sáu. Mũi đơn thứ 7. Mũi đơn thứ 8. Mũi đơn thứ 9. Và mũi đơn thứ 10. Ở chân kế tiếp là chân thứ 11, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi móc đơn. Ở chân thứ 12, các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai. Ở chân thứ 13, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Ở chân thứ 14, các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai. Ở chân thứ 15, các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Ở 4 chân tiếp theo, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mũi móc đơn thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba và mũi móc đơn thứ tư. Chân tiếp theo, các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai. Ở chân kế tiếp, các bạn cũng sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai. Ở chân tiếp theo, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Chân kế tiếp, các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai. Sau đó, ở chân kế tiếp, các bạn móc một mũi móc đơn. Ở 10 chân móc cuối cùng, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân tiếp theo. Móc mũi đơn thứ nhất. Mũi đơn thứ hai. Mũi đơn thứ ba. Mũi đơn thứ tư. Mũi đơn thứ năm. Mũi đơn thứ sáu. Mũi đơn thứ bảy. Mũi đơn thứ 8. Mũi đơn thứ 9. Và mũi đơn thứ 10. Đến đây thì mình cũng đã móc đến cuối hàng thứ 10. Để kết thúc hàng này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc một mũi dời.
Hàng thứ 11 và hàng thứ 12 cách móc sẽ tương tự như nhau. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc hàng thứ 11. Hàng thứ 12 các bạn cứ lặp lại tương tự như hàng thứ 11 nha. Để móc hàng thứ 11, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó, ở mỗi chân móc này, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Ví dụ, ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi móc đơn. Ở chân thứ hai, các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Các bạn cứ làm tương tự như vậy cho đến khi hết hàng thứ 11 này. Khi đã móc đến chân cuối cùng của hàng thứ 11, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên. Ở đây. Và móc cho mình một mũi dời. Hàng thứ 12 cách móc sẽ tương tự như hàng thứ 11. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn đã móc xong hàng thứ 12 nha. Sau khi đã móc xong hàng thứ 12, để móc tiếp hàng thứ 13, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó, ở chân thứ nhất đến chân thứ 10, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân thứ hai, móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân thứ 3, móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân thứ 4, móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân thứ 5, móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân thứ 6, móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân thứ 7, móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân thứ 8, móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân thứ 9, móc một mũi móc đơn. Và chân thứ 10 mình cũng sẽ móc một mũi móc đơn. Đến chân thứ 11 các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ 11, móc một mũi móc đơn. Ở chân thứ 12 và 13 mình sẽ móc vào đây một mũi giảm. Mũi giảm ở đây mình móc là mũi giảm tàng hình, tức là mình sẽ đâm kim vào tiếp ngoài. Đây là tiếp ngoài và đây là tiếp trong. Mình sẽ đâm kim vào tiếp ngoài của chân thứ 12 và 13 này. Mình sẽ đâm kim vào tiếp ngoài của chân 12 trước. Sau đó mình sẽ đâm kim vào tiếp ngoài của chân thứ 13. Sau đó các bạn sẽ lấy lên và móc một mũi giảm. Ở chân thứ 14 các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ 14 là chân kế tiếp. Mình sẽ đâm kim vào đây và móc một mũi móc đơn. Tiếp tục ở chân thứ 15 và 16 mình sẽ móc vào đây một mũi giảm tàn hình. Mình sẽ đâm kim vào tiếp ngoài của chân thứ 15. Sau đó đâm kim vào tiếp ngoài của chân thứ 16. Sau đó lấy lên. Móc một mũi giảm. Ở chân thứ 17 và 18, mình cũng sẽ móc vào đây một mũi giảm. Mình sẽ đâm kim vào tiếp ngoài của chân thứ 17. Sau đó đâm kim vào tiếp ngoài của chân thứ 18. Sau đó lấy lên và móc một mũi giảm. Ở 4 chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ nhất, móc một mũi móc đơn.
đâm kim vào chân thứ hai, móc một mũi móc đơn, đâm kim vào chân thứ ba, móc một mũi móc đơn, đâm kim vào chân thứ tư, móc một mũi móc đơn. Ở hai chân tiếp theo, các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm, mình sẽ đâm kim vào tiếp ngoài của chân thứ nhất. Sau đó tiếp tục đâm kim vào tiếp ngoài của chân thứ hai. Sau đó lấy lên và kết thúc một mũi giảm. Ở hai chân tiếp theo, các bạn lại móc cho mình một mũi giảm, mình sẽ đâm kim vào tiếp ngoài của chân đầu tiên. Sau đó đâm kim vào tiếp ngoài của chân thứ hai và kéo lên lên, kéo lên kết thúc mũi giảm. Ở chân tiếp theo, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn, mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp, móc một mũi móc đơn. Sau đó ở hai chân tiếp theo, các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm, mình sẽ đâm kim vào tiếp ngoài của chân thứ nhất. Sau đó xoay kim, đâm kim vào tiếp ngoài của chân thứ hai. Sau đó kéo lên lên và kết thúc một mũi giảm. Ở chân kế tiếp, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn, mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp và móc một mũi móc đơn. Sau đó ở 10 chân cuối cùng, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn, mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên, móc mũi đơn thứ nhất, đâm kim vào chân kế tiếp, móc mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba, mũi đơn thứ tư, mũi đơn thứ năm, mũi đơn thứ sáu, mũi đơn thứ bảy, mũi đơn thứ tám, mũi đơn thứ chín và mũi đơn thứ mười. Đến đây thì các bạn cũng đã móc đến cuối hàng thứ 13. Để kết thúc hàng này, các bạn sẽ đâm kim vào ở đầu của chân móc đơn đầu tiên. Ở đây. Và móc một mũi dời. Để móc tiếp hàng thứ 14, các bạn lại móc cho mình một mũi móc xích. Sau đó, từ chân thứ nhất đến chân thứ 10, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Ví dụ, ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân thứ hai, móc mũi đơn thứ hai. Sau đó đâm kim vào chân thứ ba, móc mũi đơn thứ ba. Đâm kim vào chân kế tiếp, móc mũi đơn thứ tư. Sau đó móc mũi đơn thứ năm, mũi đơn thứ sáu, mũi đơn thứ bảy, mũi đơn thứ tám, mũi đơn thứ chín và mũi đơn thứ mười. Ở bốn chân kế tiếp, các bạn sẽ móc lần lượt cho mình hai mũi giảm. Mình sẽ móc mũi giảm đầu tiên, mình sẽ đâm kim vào tiếp ngoài của chân thứ nhất. Sau đó xoay kim, đâm kim vào tiếp ngoài của chân thứ hai. Sau đó kéo lên lên và kết thúc mũi giảm đầu tiên. Sau đó mình lại đâm kim vào tiếp ngoài của hai chân kế tiếp.
sau đó kéo lên lên. Móc mũi giảm thứ hai. Vậy là các bạn vừa hoàn thành xong hai mũi giảm. Sau đó ở 6 chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên, móc mũi đơn thứ nhất. Đâm kim vào chân thứ hai, móc mũi đơn thứ hai. Đâm kim vào chân thứ ba, móc mũi đơn thứ ba. Đâm kim vào chân thứ tư, móc mũi đơn thứ tư. Đâm kim vào chân thứ năm, móc mũi đơn thứ năm. Đâm kim vào chân thứ sáu, móc mũi đơn thứ sáu. Ở 4 chân kế tiếp, các bạn lại móc cho mình 2 mũi giảm. Mình sẽ móc mũi giảm đầu tiên, mình sẽ đâm kim vào tiếp ngoài của 2 chân kế tiếp. Sau đó kéo lên và kết thúc mũi giảm đầu tiên. Ở 2 chân tiếp theo, mình sẽ tiếp tục móc mũi giảm thứ hai. Mình sẽ đâm kim vào tiếp ngoài của 2 chân kế tiếp này. Mình sẽ kéo lên lên và kết thúc mũi giảm thứ hai. Ở 10 chân cuối cùng, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân kế tiếp này và móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân thứ hai, móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân thứ ba, móc một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp, móc mũi đơn thứ tư. Sau đó là mũi đơn thứ năm, mũi đơn thứ sáu, mũi đơn thứ bảy, mũi đơn thứ tám, mũi đơn thứ chín và mũi đơn thứ mười. Đến đây các bạn cũng đã móc đến cuối hàng thứ 14. Để kết thúc hàng này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của trong móc đơn đầu tiên ở đây. Móc một mũi dời. Tiếp theo, để móc lên hàng thứ 15, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Sau đó, ở hàng móc này, các bạn sẽ đâm kim vào ở tép ngoài của mỗi chân móc và móc cho mình một mũi móc đơn. Ví dụ ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời, các bạn sẽ đâm kim vào tiếp ngoài của chân đầu tiên này. Nó sẽ hơi khó móc. Đây, mình sẽ đâm kim vào tiếp ngoài của chân đầu tiên. Đây là chân đầu tiên. Đây là tiếp ngoài của chân đầu tiên. Mình sẽ móc mũi đơn thứ nhất. Tiếp tục, mình sẽ đâm kim vào tiếp ngoài của chân thứ hai. Đây là tiếp ngoài của chân thứ hai, tiếp ngoài là tiếp ngoài này. Rồi, mình sẽ móc mũi đơn thứ hai. Ở chân thứ ba, mình cũng sẽ đâm kim vào tiếp ngoài và móc mũi đơn thứ ba. Ở các chân tiếp theo, các bạn cứ lặp lại tương tự như vậy. Mỗi chân, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn ở tiếp ngoài. Khi đã móc đến chân cuối cùng của hàng thứ 15, để kết thúc hàng này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên ở đây. Và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo, hàng thứ 16 đến hàng thứ 18,
Cách móc sẽ tương tự như nhau. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc hàng thứ 16. Để móc hàng thứ 16, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó, ở mỗi chân móc, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Ví dụ, ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi móc đơn. Ở chân thứ hai, các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ ba, các bạn móc một mũi móc đơn. Ở các chân kế tiếp, các bạn cứ móc tương tự như vậy. Mỗi chân, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Khi đã móc đến chân cuối cùng của hàng thứ 16, để kết thúc hàng này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên. Ở đây. Và móc một mũi dời. Vậy là mình đã hoàn thành xong hàng thứ 16. Hàng thứ 17 đến hàng thứ 18, cách móc sẽ tương tự như hàng thứ 16. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn đã móc xong hàng thứ 18 nha. Khi đã móc đến cuối hàng thứ 18, để móc tiếp hàng thứ 19, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó, ở chân thứ nhất và chân thứ hai, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Đến chân thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ ba, móc mũi đơn thứ nhất, đâm kim vào chân này, móc tiếp mũi đơn thứ hai. Từ đây cho đến hết hàng, các bạn sẽ móc cho mình theo công thức cứ cách 4 mũi móc đơn. Đến chân thứ 5, các bạn lại móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Ví dụ ở đây, mình đã móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân, thì 4 chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên, móc mũi đơn thứ nhất, đâm kim vào chân thứ hai, móc mũi đơn thứ hai, đâm kim vào chân thứ ba, móc mũi đơn thứ ba, đâm kim vào chân thứ tư, móc mũi đơn thứ tư. Đến chân thứ năm, mình sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Tiếp theo, ở 4 chân kế tiếp, mình lại móc mỗi chân một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên, móc mũi đơn thứ nhất, đâm kim vào chân thứ hai, móc mũi đơn thứ hai, đâm kim vào chân thứ ba, móc mũi đơn thứ ba, đâm kim vào chân thứ tư, móc mũi đơn thứ tư. Đến chân thứ năm, mình lại móc vào đây 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai vào cùng một chân. Ở các chân còn lại, các bạn cứ móc tương tự như vậy theo công thức, cứ cắt 4 mũi móc đơn. Đến chân thứ 5, các bạn lại móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Ở hai chân cuối cùng của hàng thứ 19, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi móc đơn. Để kết thúc hàng thứ 19 này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên, ở đây. Và móc một mũi dời. Để móc tiếp hàng thứ 20, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó, ở mỗi chân móc, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn.
Ví dụ ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân thứ hai, móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân thứ ba, móc một mũi móc đơn. Các bạn sẽ làm tương tự như vậy ở các chân còn lại, cứ thế cho đến hết hàng này. Khi đã móc đến chân cuối cùng của hàng thứ 20, để kết thúc hàng này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên ở đây và móc cho mình một mũi dời. Để móc tiếp hàng thứ 21, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó ở hàng này, các bạn sẽ móc cho mình theo công thức là cứ cách 5 mũi móc đơn, đến chân thứ 6 các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Ví dụ, từ chân thứ nhất đến chân thứ 5, mỗi chân mình sẽ móc 1 mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ nhất, móc mũi đơn thứ nhất. Đâm kim vào chân thứ hai, móc mũi đơn thứ hai. Mũi đơn thứ ba, mũi đơn thứ tư và mũi đơn thứ năm. Đến chân thứ sáu, mình sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Ở 5 chân tiếp theo, mỗi chân các bạn lại móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên, móc mũi đơn thứ nhất. Đâm kim vào chân thứ hai, móc mũi đơn thứ hai. Đâm kim vào chân thứ ba, móc mũi đơn thứ ba. Đâm kim vào chân thứ tư, móc mũi đơn thứ tư. Đâm kim vào chân thứ năm, móc mũi đơn thứ năm. Đến chân thứ sáu, mình lại móc vào đây 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai vào cùng một chân. Ở các chân còn lại, các bạn cứ lặp lại tương tự như vậy. Cứ cách 5 mũi móc đơn, các bạn lại móc 2 mũi móc đơn vào chân thứ 6. Ở chân cuối cùng của hàng thứ 21, các bạn sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Để kết thúc hàng này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên ở đây và móc một mũi dời. Để móc tiếp hàng thứ 22, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó, ở mỗi chân móc, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Ví dụ, ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai, các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ ba, các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Ở các chân còn lại, các bạn cứ lặp lại tương tự như vậy. Mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Khi đã móc đến chân cuối cùng của hàng thứ 22, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời. Để tiếp tục móc lên hàng thứ 23, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Sau đó ở chân thứ nhất, chân thứ hai và chân thứ ba, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình mũi đơn thứ nhất. Đâm kim vào chân thứ hai, móc mũi đơn thứ hai. Đâm kim vào chân thứ ba, móc mũi đơn thứ ba. Ở chân tiếp theo, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp, móc mũi đơn thứ nhất. Đâm kim vào chân này và móc mũi đơn thứ hai chung một chân.
Ở các chân còn lại, các bạn sẽ móc cho mình theo công thức là cứ cách 6 mũi móc đơn. Đến chân thứ 7, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Ví dụ ở đây mình vừa móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân, thì 6 chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên, móc mũi đơn thứ nhất, đâm kim vào chân kế tiếp, móc mũi đơn thứ hai, sau đó móc mũi đơn thứ ba, mũi đơn thứ tư, mũi đơn thứ năm, mũi đơn thứ sáu. Ở chân thứ bảy, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ bảy này, móc mũi đơn thứ nhất, tiếp tục đâm kim vào chân này, móc mũi đơn thứ hai. Tiếp theo ở 6 chân kế tiếp, mỗi chân mình sẽ móc 1 mũi móc đơn. Mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba, mũi đơn thứ tư, mũi đơn thứ năm và mũi đơn thứ sáu. Đến chân thứ bảy, mình lại tiếp tục móc vào đây 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Ở các chân còn lại, các bạn cứ làm tương tự như vậy. Theo công thức, cứ cách 6 mũi móc đơn, đến chân thứ 7, các bạn lại móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Ở 3 chân cuối cùng của hàng thứ 23, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi móc đơn. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi móc đơn thứ hai và mũi móc đơn thứ ba. Để kết thúc hàng thứ 23 này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên ở đây và móc 1 mũi dời. Tiếp theo hàng thứ 24 đến hàng thứ 27, cách móc sẽ tương tự như nhau. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc hàng thứ 24. Để móc hàng thứ 24, các bạn sẽ móc lên cho mình 1 mũi móc xích. Sau đó ở mỗi chân móc, các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi móc đơn. Ví dụ ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc 1 mũi dời, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc mũi móc đơn thứ nhất. Tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai, móc mũi đơn thứ hai. Đâm kim vào chân thứ ba, móc mũi đơn thứ ba. Ở các chân còn lại, các bạn cứ lặp lại tương tự như vậy. Mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi móc đơn. Sau khi đã móc xong hàng thứ 24, để kết thúc hàng này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên ở đây và móc 1 mũi móc dời. Hàng thứ 25 đến hàng thứ 27, cách móc sẽ tương tự như hàng thứ 24. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn đã hoàn thành xong hàng thứ 27 nha. Sau khi đã móc xong hàng thứ 27, để móc tiếp hàng thứ 28, các bạn sẽ móc lên cho mình 1 mũi móc xích. Sau đó ở chân thứ nhất và chân thứ hai, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên, móc mũi đơn thứ nhất. Đâm kim vào chân thứ hai, móc mũi đơn thứ hai. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi giảm ở 2 chân kế tiếp. Mình sẽ đâm kim vào tiếp ngoài của 2 chân này.
Ở các chân còn lại, các bạn sẽ móc cho mình theo công thức, cứ cách 4 mũi móc đơn. Đến chân thứ 5 và thứ 6, các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Ví dụ, mình đã vừa móc ở đây một mũi giảm, thì 4 chân kế tiếp, mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên, móc mũi đơn thứ nhất, đâm kim vào chân thứ hai, móc mũi đơn thứ hai, đâm kim vào chân thứ ba, móc mũi đơn thứ ba, đâm kim vào chân thứ tư, móc mũi đơn thứ tư. Đến chân thứ năm và thứ sáu, mình sẽ móc vào đây một mũi giảm, mình sẽ đâm kim vào tiếp ngoài của chân thứ năm và tiếp ngoài của chân thứ sáu, sau đó kéo lên và móc một mũi giảm. Tiếp tục ở 4 chân kế tiếp, mỗi chân mình lại móc một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ nhất, móc một mũi đơn, đâm kim vào chân thứ hai, móc một mũi đơn, đâm kim vào chân thứ ba, móc một mũi đơn, đâm kim vào chân thứ tư, móc một mũi móc đơn. Đến chân thứ năm và thứ sáu, mình lại móc một mũi giảm. Mình sẽ đâm kim vào tiếp ngoài của chân thứ năm và tiếp ngoài của chân thứ sáu. Mình sẽ kéo lên lên và kết thúc một mũi giảm. Ở các chân còn lại, các bạn cứ làm tương tự như vậy. Theo công thức, cứ cách 4 mũi móc đơn. Đến chân thứ năm và thứ sáu, các bạn lại móc cho mình một mũi giảm. Ở hai chân cuối cùng của hàng thứ 28, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi móc đơn thứ hai. Để kết thúc hàng này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên ở đây và móc một mũi dời. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ 29, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Sau đó ở hàng này, các bạn sẽ móc cho mình theo công thức là cứ cách 3 mũi móc đơn, đến chân thứ 4 và thứ 5, các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Ví dụ, ở chân thứ nhất, chân thứ 2 và chân thứ 3, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên, là chân mình vừa móc một mũi dời. Mình sẽ móc mũi đơn thứ nhất, đơn thứ hai và mũi đơn thứ ba. Đến chân thứ tư và thứ năm, mình sẽ móc vào đây một mũi giảm, mình sẽ đâm kim vào tiếp ngoài của chân thứ tư, sau đó đâm kim vào tiếp ngoài của chân thứ năm, kéo lên và móc một mũi giảm. Tiếp tục ở ba chân kế tiếp, mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn. Chân thứ nhất, chân thứ hai, chân thứ ba. Đến chân thứ tư và thứ năm, mình lại móc vào đây một mũi giảm, mình sẽ đâm kim vào tiếp ngoài của hai chân này, ở các chân còn lại các bạn cứ làm tương tự như vậy. Theo công thức, cứ cách 3 mũi móc đơn, đến chân thứ 4 và thứ 5, các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Ở hai chân cuối cùng của hàng thứ 29, các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Để kết thúc hàng này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc một mũi dời. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ 30, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích.
Sau đó ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc một mũi móc đơn. Ở hai chân kế tiếp, các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Mình sẽ đâm kim vào tiếp ngoài của hai chân móc kế tiếp và móc một mũi giảm. Ở các chân còn lại, các bạn sẽ móc cho mình theo công thức là cứ cách hai mũi móc đơn, đến chân thứ ba và thứ tư các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Ví dụ mình đã vừa móc ở đây một mũi giảm thì hai chân kế tiếp mình sẽ móc mỗi chân một mũi móc đơn. Đến chân thứ ba và thứ tư mình sẽ móc vào đây một mũi giảm. Sau đó hai chân kế tiếp mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn. Sau đó đến chân thứ ba và thứ tư mình lại móc vào đây một mũi giảm. Ở hai chân kế tiếp mỗi chân mình móc một mũi móc đơn. Đến chân thứ ba và thứ tư mình lại móc vào đây một mũi giảm. Ở các chân còn lại các bạn cứ làm tương tự như vậy. Theo công thức cứ cách hai mũi móc đơn, đến chân thứ ba và thứ tư các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Ở chân cuối cùng của hàng thứ 30, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào đây. Để kết thúc hàng này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc một mũi dời. Đến đây thì các bạn có thể lấy cho mình một ít bông gòn và nhồi vào bên trong. Tiếp tục để móc lên hàng thứ 31, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Sau đó, ở hàng móc này, các bạn sẽ móc cho mình theo công thức là cứ cách một mũi móc đơn, đến chân thứ 2 và thứ 3, các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Ví dụ, ở chân đầu tiên này, mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Sau đó ở chân thứ hai và thứ ba mình sẽ móc vào đây một mũi giảm. Mình sẽ đâm kim vào tiếp ngoài của hai chân này và móc một mũi giảm. Sau đó ở chân kế tiếp mình sẽ móc một mũi móc đơn. Ở hai chân kế tiếp là chân thứ hai và thứ ba mình sẽ móc một mũi giảm. Ở các chân còn lại các bạn cứ làm tương tự như vậy. Cứ cách một mũi móc đơn, đến chân thứ hai và thứ ba các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Tức là các bạn sẽ móc luôn phiên cho mình là một mũi đơn và một mũi giảm luôn phiên với nhau.
Ở hai chân cuối cùng của hàng thứ 31, các bạn sẽ móc vào đây một mũi giảm. Để kết thúc hàng này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc một mũi dời. Tiếp theo, để móc lên hàng thứ 32, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó ở hàng này, các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là 8 mũi giảm. Ví dụ là ở chân thứ nhất và chân thứ hai, mình sẽ móc một mũi giảm vào đây. Mình sẽ đâm kim vào tiếp ngoài của hai chân này. Rồi mình đã móc xong mũi giảm đầu tiên. Ở chân thứ ba và chân thứ tư, mình sẽ móc vào đây một mũi giảm. Mũi giảm thứ hai. Ở hai chân kế tiếp, mình sẽ móc mũi giảm thứ ba. Hai chân tiếp theo, mình sẽ móc mũi giảm thứ tư. Hai chân tiếp theo, mình sẽ móc mũi giảm thứ năm. Sau đó mình sẽ móc mũi giảm tiếp theo ở hai chân kế tiếp. Đây là mũi giảm thứ sáu. Hai chân kế tiếp mình sẽ móc mũi giảm thứ bảy. Và ở hai chân cuối cùng mình sẽ móc mũi giảm thứ tám. Sau đó, để kết thúc hàng này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của mũi giảm đầu tiên. Mình sẽ đâm kim vào đây và móc một mũi dời. Sau đó các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, rồi mình sẽ kéo dài ra một đoạn tầm 15 tới 20 cm nha. Sau đó các bạn sẽ lấy cho mình một chiếc kim khâu len và luồn đoạn len thừa này qua. Sau đó mình sẽ may cái phần đáy con thú này. Mình sẽ đâm kim vào tiếp ngoài của mỗi chân. Rồi các bạn sẽ quan sát theo tác mình may nha. Mình sẽ đâm kim vào chân mũi giảm đầu tiên. Mình sẽ đâm kim lần lượt. Rồi mình sẽ cắt đoạn len thừa này đi.